Chào mừng quý vị đến với chương trình 60 giây của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình sáng nay có những thông tin nổi bật sau đây. Đại lễ Vu Lan tưởng nhớ đến công ơn sinh thành của ông bà, cha mẹ và những bậc tổ tiên. Các trường tại Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra nhiều giải pháp tình thế đảm bảo công tác giảng dạy. Khẩn trương thực hiện các biện pháp giữ ổn định hòn chống mái có nguy cơ cao bị sạt lở. Mô hình đưa mực con ra biển nuôi thương phẩm đạt thành công trên vùng biển Ninh Thuận. Theo tín ngưỡng Phật giáo, ngày lễ Vu Lan được tổ chức nhằm mục đích tưởng nhớ đến công ơn sinh thành của ông bà, cha mẹ và những bậc tổ tiên. Ngày nay, lễ Vu Lan không còn đơn thuần chỉ có ý nghĩa tôn giáo thiêng liêng, ca ngợi lòng hiếu thảo, mà đã trở thành ngày lễ mang tính nhân văn, nói lên lòng hiếu kính của tất cả mọi người đối với đấng sinh thành. Ghi nhận từ chiều ngày 30 tháng 8 tại chùa Vĩnh Nghiêm, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, đông đảo người dân đến thắp nhang cầu bình an. Thì mình hay đi chùa cùng với gia đình như là bạn bè. Như là mọi người đều đến đây để thành tâm cúng tế vào những ngày Vu Lan, thì đến đây để báo hiếu cho cha mẹ cũng như là dâng hương, nghe kinh. Việc đi chùa thắp hương vào mùa lễ Vu Lan vừa là cầu siêu nhưng bên cạnh đó cũng là cầu bình an, gia đình luôn an lành, may mắn. Đi chùa vào những ngày này cũng là tỏ lòng biết ơn, báo hiếu tới ông bà, cha mẹ, những người có công sinh thành và dưỡng dục. Trước đó, nhiều người cũng đã thả đèn hoa đăng để cầu an. Vào dịp rằm tháng 7, nhiều người dân khi làm lễ thường thả chim, thả cá phóng sinh cầu bình an. Thế nhưng phóng sinh thế nào là đúng cách, vừa tích đức cho mình, vừa cứu được loài vật, đúng như ý nghĩa vốn có của tục này. Trước đó, trên mạng xã hội từng xuất hiện một clip về phóng sinh cá hải tượng gây phản cảm, nguy hại cho môi trường. Điều này cho thấy nạn phóng sinh biến tướng làm sai lệch ý nghĩa tốt đẹp của phóng sinh chân chính theo giáo lý Phật giáo. Giữa phóng sinh và sát sinh nó rất gần nhau. Nếu chúng ta làm phóng sinh không tốt thì vô hình chung chúng ta lại rơi vào chuyện sát sinh. Chúng ta đi thả ở một cái nơi nào đó nó không phù hợp thì có thể 1-2 tiếng con cá đó sẽ chết. Thì cái điều đấy chúng ta lại vô hình chung, chúng ta lại không có lợi cho các con vật đó. Như vậy, hiểu đúng về ý nghĩa phóng sinh thì mỗi ngày đều là duyên lành để trao đi mạng sống cho muôn loài và đem lại sự bình an trong tâm hồn mỗi người. Một mâm lễ cúng chay trong ngày rằm tháng 7 cũng là một cách để mỗi người thực hành việc thiện phóng sinh. Tiếp tục với các thông tin khác, với áp lực dân số đông, lượng học sinh tăng nhiều qua từng năm, Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những địa phương gặp khó trong việc tuyển dụng giáo viên. Trước thực trạng này, các trường học trên địa bàn đã gấp rút đưa ra nhiều giải pháp tình thế nhằm đảm bảo công tác giảng dạy cho năm học mới. Trong năm học mới này, số lượng giáo viên của trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi, quận Bình Tân giảm từ 142 người xuống còn 137 người do nhiều nguyên nhân khác nhau. Chúng tôi chỉ có tuyển được có 3 thôi, với chỉ tiêu yêu cầu là 4. Nhưng mà tới thời điểm này thì chỉ có 1 mà nhận nhiệm sở thôi. Trước những khó khăn này, các trường đã đề ra nhiều giải pháp tình thế để đảm bảo công tác giảng dạy. Riêng cái môn mỹ thuật á, hiện nay còn thiếu giáo viên. Tuy nhiên thì sẽ xếp thầy cô dạy bộ môn như là giáo dục thể chất, rồi âm nhạc, mỹ thuật. Thì cơ bản là vẫn thực hiện được cái chương trình phổ thông 2018. Năm học 2023-2024, thành phố có nhu cầu tuyển khoảng 4.000 giáo viên, nhân viên các cấp. Ngay từ năm học 2017-2018, Thành phố Hồ Chí Minh đã bỏ quy định ứng viên dự tuyển phải có hộ khẩu thường trú tại thành phố. Về mặt lâu dài, cần có giải pháp căn cơ để thu hút nguồn nhân lực, đội ngũ giáo viên để đảm bảo công tác, chất lượng dạy và học. Thiếu giáo viên cũng không phải là vấn đề của chỉ riêng Việt Nam. Tại nhiều nơi trên thế giới, tình trạng này cũng khiến cả trường học, học sinh lẫn phụ huynh học sinh gặp khó khăn. Tại Mỹ thì những ngày này, học sinh cũng chuyển sang 4 ngày một tuần. Một số lớp học được chuyển từ trực tiếp sang trực tuyến. Một số trường thậm chí phải cắt giảm bớt giờ dạy của một số môn học vì không có đủ giáo viên. Kỳ học mùa thu tại Mỹ đã bắt đầu được vài tuần, thế nhưng các trường học trên khắp các bang vẫn đang chật vật trước tình trạng thiếu giáo viên trầm trọng. Theo số liệu của Statista, tính đến tháng 5 2023, tại Mỹ có đến 51.000 giáo viên các cấp thôi việc. Điều này ảnh hưởng đến học sinh và cả phụ huynh. Tôi vừa đưa con đến trường thì nhận được thông báo nghỉ do không có giáo viên. Mỗi năm chúng tôi mất đến khoảng 300.000 giáo viên, nhưng lại không có đủ lượng người mới gia nhập ngành. Nguyên nhân phần nhiều đến từ mức lương thấp, điều kiện làm việc xuống cấp.
Tất cả những người bạn giáo viên của tôi đều phải làm thêm 2 đến 3 việc để trang trải cuộc sống, kể cả là bồi bàn hoặc lái xe Uber. Hiện một số trường ở Mỹ đang thu hút giáo viên bằng cách đưa ra mức lương và tiền thưởng cao hơn. Ở Florida, thậm chí các cựu quân nhân còn có thể được cấp chứng chỉ giảng dạy tạm thời. Ban quản lý Vịnh Hạ Long đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện các biện pháp giữ ổn định hòn trống mái nơi đang tồn tại 40 khối đá có nguy cơ cao bị sạt lở. Theo đó, Ban quản lý cùng với các đơn vị chức năng thực hiện các biện pháp giảm thiểu các tác động trực tiếp và giữ ổn định. Hòn trống mái là một trong số nhiều hòn đá vôi trên vịnh Hạ Long, có hình dạng giống một đôi gà trống gà mái quay đầu vào nhau. Hiện hòn trống mái tồn tại 40 khối đá, gồm 11 khối trên hòn trống và 29 khối trên hòn mái, có nguy cơ cao bị trượt, đổ, lỡ. Trưởng ban quản lý vịnh Hạ Long cho biết, các hệ thống đứt gãy trong khu vực chính là nguyên nhân khách quan tất yếu của các trường hợp sạt lở, đổ lở đảo đá trên vịnh Hạ Long. Việc khai thác mực tự nhiên bị phụ thuộc nhiều vào điều kiện thời tiết, khí hậu và trong khi nguồn hải sản ngày càng cạn kiệt, mô hình nuôi mực đẻ trứng sau đó ấp trứng và đưa mực con trở lại biển để nuôi thương phẩm đã được áp dụng thành công trên vùng biển Ninh Thuận. Theo đó, mực sau khi được bắt về sẽ đưa vào nuôi, sinh sản mỗi lứa khoảng 50.000 trứng, rồi được đưa về trại ấp từ 5 đến 7 ngày, sẽ nở ra con non với tỷ lệ trứng đạt khoảng 50%. Từ con non nuôi thành con giống khoảng 17 đến 25 ngày tuổi, sau đó đưa ra lồng bán tự nhiên để nuôi thương phẩm. Vị trí nuôi nằm cách bờ khoảng hơn 6 km. Tiên phong cho mô hình này là anh Nguyễn Bá Ngọc. Mực lá là nó một ngắn như thế nào là một con. Tỷ lệ những cái trứng này khi đưa về trại ấp rất là đạt. Một cái chung trứng như thế này nó rơi nếu mà khi nó nở ra con thì nó được khoảng tầm ít nhất khoảng tầm 1 đến 2.000 con. Lồng nuôi khoảng 1.000 mét vuông thì đem lại lợi nhuận từ 400 đến 500 triệu đồng mỗi vụ. Mỗi năm sẽ nuôi được 2 vụ, ước tính thu về cả tỷ đồng. Theo đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Ninh Thuận, đây là mô hình mới đem lại hiệu quả kinh tế cao nên được khuyến khích người dân mạnh dạn đầu tư, nhân rộng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Mạnh Cường, sinh năm 1996, trú huyện Bình Xuyên về tội mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó, ngày 2 tháng 8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Vĩnh Phúc và Công an thành phố Hà Nội đã bắt quả tang Nguyễn Mạnh Cường đang có hành vi vận chuyển 4 thùng hàng bằng bìa cắt tông trên xe ô tô. Bên trong có ma túy ketamin và ma túy MDMA. Số ma túy được ngụy trang trong các túi đựng sữa bột, bánh kẹo, ngũ cốc. Tổng khối lượng ma túy thu giữ là gần 59 kg. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án. Với hành vi buôn bán trái phép động vật thuộc danh mục và nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ, hai đối tượng vừa bị Công an huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh ra quyết định tạm giữ hình sự. Hai đối tượng này là Vũ Minh Long, sinh năm 1990 và Vũ Minh Tân, sinh năm 1985, cùng ngụ huyện Tân Biên. Theo điều tra ban đầu, ngày 22 tháng 8, Long nhận điện thoại của một người đàn ông không quen biết, hỏi mua một con TT để chữa bệnh. Ngày 24 tháng 8, Long liên hệ với một người Campuchia để mua một con TT có trọng lượng khoảng 8 kg với số tiền 4 triệu 800 ngàn đồng. Sau đó, Long nhờ anh ruột là Vũ Minh Tân đón xe taxi đến khu vực cửa khẩu Samad nhận con TT để bán lại cho người khách trên với giá 20 triệu đồng. Vào khoảng 9 giờ ngày 26 tháng 8, tại xã Tân Phong, khi cả hai trên đường đi giao hàng thì bị Công an huyện Tân Biên cùng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tây Ninh, hạt Kiểm lâm huyện phối hợp bắt quả tang. Vụ việc đang được Công an huyện Tân Biên tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật. Tối 30 tháng 8, hai vụ tai nạn giao thông đã xảy ra liên tiếp ở thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, làm 3 người bị thương nặng. Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ 30, nam thanh niên khoảng 30 tuổi điều khiển xe máy lưu thông trên quốc lộ 14. Khi đến phường Tân Thiện, xe máy bất ngờ tông vào đuôi xe ô tô 7 chỗ đang dừng phía trước. Cú tông mạnh khiến nam thanh niên và xe máy bị ngã văng ra đường. Nạn nhân bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu sau đó. Chiếc xe máy hư hỏng nặng, chiếc ô tô hư hỏng phần đuôi. Tiếp đó, khoảng 9 giờ tối cùng ngày, nam thanh niên khoảng 20 tuổi điều khiển xe máy lưu thông trên đường Phan Chu Trinh. Khi đến ngã ba giao nhau với đường Tôn Đức Thắng thuộc phường Tiến Thành thì bất ngờ tông thẳng vào cô gái trẻ điều khiển xe máy đang băng qua ngã ba. Cả hai đều bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu. Nguyên nhân hai vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
Lúc 16 giờ ngày 29 tháng 8, Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng nhận được tin báo của ông Lê Văn Tư, sinh năm 1968, trú thành phố Cần Thơ, chủ phương tiện tàu mang số hiệu CT-09999TS gặp tai nạn trên biển. Trên tàu có 4 thuyền viên do ông Tư làm thuyền trưởng. Nguyên nhân do sóng to gió lớn, thủy triều xuống thấp, tàu bị gãy bánh lái trôi dạt vào bãi cạn. Nhận được tin báo, 6 cán bộ chiến sĩ Ban Chỉ huy Hải đội 2, Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng cùng tàu cứu nạn ra khơi. Do sóng to gió lớn nên đến khoảng 23 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng mới tiếp cận được tàu gặp nạn. 5 giờ sáng ngày 30 tháng 8, tàu cứu hộ đã đưa tàu bị nạn vào cảng và làm các thủ tục bàn giao tàu cá bị nạn lại cho chủ phương tiện. Tổ chức nghiên cứu vũ trụ Ấn Độ ISRO ngày 29 tháng 8 cho biết, máy quang phổ phân hủy bằng tia laser trên xe tự hành Pragyan đã xác nhận sự hiện diện của lưu huỳnh trên bề mặt gần cực nam mặt trăng thông qua các phép đo tại chỗ đầu tiên. Pragyan là xe tự hành thuộc sứ mệnh thám hiểm mặt trăng Chandrayaan 3 do ISRO phát triển. Theo ISRO, các phép đo tại chỗ này xác nhận sự hiện diện của lưu huỳnh trong một khu vực một cách rõ ràng, điều không thể thực hiện được bằng các thiết bị trên tàu vũ trụ bay theo quỹ đạo. Trước đó cùng ngày, ISRO cho biết các phân tích sơ bộ được trình bày bằng đồ họa đã tiết lộ sự hiện diện của nhôm, lưu huỳnh, canxi, sắt, chrome và titan trên bề mặt mặt trăng. Các phép đo sâu hơn đã cho thấy sự hiện diện của mangan, silicon và oxy. ISRO cho biết một cuộc điều tra kỹ lưỡng về sự hiện diện của hydro đang được tiến hành. Chandrayaan 3 đã thực hiện thành công cuộc hạ cánh mềm trên mặt trăng vào ngày 23 tháng 8, đưa Ấn Độ trở thành quốc gia thứ tư trên thế giới hạ cánh thành công trên mặt trăng. Ấn Độ cũng đánh dấu một cột mốc quan trọng khi trở thành quốc gia đầu tiên đặt chân gần đến cực nam mặt trăng, khu vực được cho là có lượng băng nước đáng kể. Tối qua theo giờ Việt Nam, bão Idalia đã đổ bộ vào khu vực Big Bend thuộc bang Florida của Mỹ. Đây được đánh giá là cơn bão mạnh nhất từng đổ bộ vào khu vực Big Bend trong hơn 125 năm qua. Bão Idalia đổ bộ đầu tiên vào bãi biển Kitten, trung tâm của khu vực Big Bend, lúc khoảng 19 giờ ngày 30 tháng 8 theo giờ Việt Nam, ở cường độ cấp 3 theo thang bão 5 cấp Saffir-Simpson, với sức gió hơn 200 km/h. Đến khoảng hơn 20 giờ, Trung tâm Cảnh báo Bão Quốc gia Mỹ NHC cho biết Idalia đã hạ xuống cấp 2 với sức gió gần 170 km/h. Cơn bão đã gây ra mưa lớn tại phía bắc Florida, làm ngập lụt các khu vực bờ biển và khiến hơn 230.000 ngôi nhà bị mất điện. Chính quyền bang Florida đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp và ra lệnh sơ tán bắt buộc tại ít nhất 28 hạt. Hàng trăm chuyến bay trong khu vực bị hủy bỏ. Một số đường cao tốc và cầu cũng bị đóng cửa. Trong ngày 30 tháng 8, các lực lượng cứu hộ được đặt trong tình trạng sẵn sàng ứng phó, bao gồm ít nhất 8 đội tìm kiếm và cứu hộ đô thị, 33 đội cứu thương, 5.500 binh sĩ thuộc lực lượng vệ binh quốc gia và lực lượng bảo vệ bờ biển. Bão tiếp tục di chuyển lên phía nam bang Georgia. Dựa trên hình ảnh những chú hươu cao cổ ngủ đứng, một quán cà phê tại Nhật Bản đã lắp đặt nhiều buồng ngủ đặc biệt cho phép khách hàng của họ có thể chợp mắt nhanh. Theo nhà sản xuất của loại buồng ngủ này, ngủ trưa ở tư thế đứng giúp cho con người cải thiện chất lượng công việc lẫn giấc ngủ ban đêm. Sản phẩm này có tên Giraffe Pod. Đây là một loại buồng ngủ con nhộng có kích thước bằng với một bốt điện thoại. Trong buồng có một chiếc giường ngủ dạng đứng có đệm ở đầu gối và lưng. Phần gối đầu thì có thể gập lên xuống để tiết kiệm diện tích. Nếu chúng ta ngủ ở dạng nằm, chúng ta thường sẽ ngủ từ 1 đến 2 tiếng, như vậy sẽ ảnh hưởng nhiều đến giấc ngủ ban đêm. Tôi nghĩ 20 phút nghỉ trưa là vừa đủ. Những chiếc buồng ngủ này đã được lắp đặt tại quán cà phê của Nestle. Ngủ đứng là dịch vụ đang trong thời gian thử nghiệm của quán đến ngày 17 tháng 9. Mặc dù nghe có vẻ bất tiện, nhưng dịch vụ này là nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khách hàng. Tôi cứ nghĩ ngủ ở tư thế này sẽ gây tê đầu gối và cơ thể, nhưng những tấm đệm này chịu lực rất tốt, giúp tôi ngủ thoải mái. Hiện tại, nhà sản xuất của loại buồng ngủ này cũng đang tiếp thị chúng đến các văn phòng và bệnh viện. Nếu được lắp đặt tại những nơi này, chúng sẽ giúp ích nhiều cho người lao động hoặc người nhà thăm nuôi bệnh nhân, những người dễ gặp vấn đề thiếu ngủ. Việc chạy bộ đều đặn hàng ngày mang lại nhiều lợi ích về sức khỏe. Không chỉ có vậy, một loại giày do một sinh viên ở Anh mới phát minh, hứa hẹn việc này còn mang lại lợi ích cho môi trường. Với thiết kế có nhiều móc nhỏ, loại giày này sẽ giúp người chạy bộ rải và gieo trồng hạt giống thực vật khắp thành phố. Cô Grama Topoulos, sinh viên ngành thiết kế công nghiệp của trường Central Saint Martin nước Anh, cho biết cơ chế hoạt động của loại giày này dựa trên quá trình tự nhiên, khi các hạt giống cây dại bám vào lông của động vật.
Khi những động vật này di chuyển, chúng vô tình gieo rắc các hạt giống tại nhiều địa điểm khác nhau. Nhờ đó mà cây xanh bao phủ được nhiều khu vực. Quá trình này giúp tái tạo các mảng xanh mà không can thiệp nhiều đến môi trường. Phần đế giày sử dụng các băng gai dính Velcro được thiết kế ở dạng 3D, sao cho giống nhất với các bộ lông của các động vật hoang dã như bò rừng hay sói. Việc đưa các loài thú này vào đô thị để tái lập mảng xanh là phi thực tế. Vì vậy, khi nhìn thấy nhiều người dân chạy bộ quanh thành phố, tôi đã nảy ra ý tưởng cho loại giày này. Theo dự báo, vào năm 2050, 2/3 người dân Anh sẽ sống ở các đô thị. Điều này sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến các mảng thiên nhiên ở nước này. Do đó, các biện pháp tái tạo thiên nhiên là một trong những mối quan tâm hàng đầu của người dân Anh ở hiện tại. Còn ở nội dung đơn nữ, tay vợt số 1 thế giới Iga Swiatek và hạt giống số 6 của Coco Gauff cũng giành vé vào vòng 3 sau chiến thắng áp đảo trước các đối thủ. Giải đua xe đạp La Vuelta đang diễn ra ở Tây Ban Nha. Caden Groves tiếp tục phát huy tốt sở trường nước rút của mình để về nhất chiến thắng chặng lần thứ 2 liên tiếp. Chặng 5 dài 186 km từ Morella đến Burriana với các con dốc không quá cao. Sau khoảng 16 km, Eric Fernandez là người đầu tiên tắt tốt, tạo ra khoảng cách có lúc lên tới 5 phút rưỡi. Đến gần đỉnh con dốc Volado de Ibula cách đích hơn 50 km thì Eduardo Sepúlveda vượt lên với khoảng cách so với nhóm chính là hơn 1 phút. Sau đó đường bằng phẳng dần nên nhóm chính cũng nhanh chóng bắt kịp. Khi cách đích 3 km xảy ra một vụ va chạm nhỏ, không ảnh hưởng nhiều đến các tay đua. Caden Groves được các đồng đội ở đội đua Cavendish de Sunit hỗ trợ tốt để cùng nước rút về đích đầu tiên sau 4 giờ 23 phút 43 giây và được thưởng 14 giây. Áo đỏ Remco Evenepoel cũng về trong nhóm chính ngay sau đó. Trên bảng tổng sắp, Evenepoel tiếp tục dẫn đầu với khoảng cách 11 giây so với người thứ nhì, Enric Mas. Trong hôm nay, giải sẽ tiếp tục với chặng 6 dài 183 km và là một chặng leo núi. Rạng sáng nay, theo giờ Việt Nam, Triều Tiên đã phóng hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra vùng biển phía đông. Hành động được cho là để đáp trả lại các cuộc tập trận của Hàn Quốc và Mỹ. Mỗi tên lửa đã bay khoảng 360 km trước khi rơi xuống biển. Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc JTS đã lên án các vụ phóng, gọi đây là hành động khiêu khích ảnh hưởng đến hòa bình, ổn định trên bán đảo Triều Tiên và cả thế giới. Mỹ cũng chỉ trích hành động Triều Tiên là vi phạm nhiều nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Gần đây, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã nhấn mạnh hải quân nước này phải chú ý duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu, vũ khí và trang thiết bị, cũng như tích cực tổ chức các cuộc diễn tập, càng gần kịch bản chiến tranh thực tế càng tốt. Trăng xanh theo cách nói thông thường đề cập đến lần trăng tròn thứ hai xảy ra trong cùng một tháng dương lịch. Hiện tượng này thường chỉ xảy ra 2 năm rưỡi một lần. Vào tối nay ngày 30 tháng 8, theo giờ Mỹ, trăng xanh xuất hiện và sẽ là trăng tròn lớn nhất và sáng nhất trong năm 2023. Trăng xanh xuất hiện lúc 19:10 giờ miền đông nước Mỹ và mặt trăng tròn lớn nhất và sáng nhất lúc 21:36, tức 8:36 sáng 31 tháng 8 giờ Việt Nam. Đây là lần thứ hai, trăng tròn thứ hai trong một tháng dương lịch nên được gọi là trăng xanh. Nhưng các nhà thiên văn học cho biết đừng mong đợi được thấy mặt trăng chuyển sang màu xanh, bởi tương tự như tên gọi trăng dâu hay trăng hồng, trăng xanh không được đặt tên theo màu sắc của nó. Mặt trăng vẫn là màu trắng xám, nhưng là trăng sáng nhất trong năm. Theo NASA, đây là hiện tượng khá hiếm gặp. Trăng xanh tiếp theo dự kiến đến năm 2037 mới xuất hiện trở lại. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình 60 giây sáng nay của chúng tôi. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình 60 giây chiều nay. Còn bây giờ, xin kính chào, tạm biệt.